Trà xanh hay trà xanh mỗi ngày là thói quen của không ít người. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nước trà xanh mỗi ngày? Uống trà xanh mỗi ngày là thói quen tốt được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích. Uống trà xanh đúng cách và vừa đủ cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng dưới đây. 1. Giúp cải thiện chức năng não. Bài viết trên báo sức khỏe và đời sống cho biết, trà xanh không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn có thể giúp tăng cường chức năng não. Thành phần hoạt chất quan trọng là caffeine, là chất kích thích. Tuy không nhiều như cà phê, nhưng đủ để tạo ra phản ứng mà không gây ra hiệu ứng bồn chồn liên quan đến việc hấp thụ quá nhiều caffeine. Caffeine có thể cải thiện các khía cạnh khác nhau của chức năng não, gồm tâm trạng, sự phản ứng và trí nhớ. Tuy nhiên, caffeine không phải là hợp chất tăng cường trí não duy nhất trong trà xanh. Nó cũng chứa axit amin l theanine có thể làm tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh, tác dụng chống lo âu. Nó cũng làm tăng dopamine và sản xuất sóng alpha trong não. Các nghiên cứu cho thấy, caffeine và L-theanine có tác dụng hiệp đồng. Điều này nghĩa là sự kết hợp của cả hai có thể có tác dụng đặc biệt mạnh mẽ trong việc cải thiện chức năng não. Do chứa L-theanine và một lượng nhỏ caffeine, trà xanh có thể mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng và khác biệt hơn nhiều so với cà phê. Nhiều người cho biết họ có năng lượng ổn định hơn và làm việc hiệu quả hơn nhiều khi họ uống trà xanh so với uống cà phê. Trà xanh không chỉ có thể góp phần cải thiện chức năng não trong thời gian ngắn, mà còn có thể bảo vệ não của bạn khi bạn già đi. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất catechin trong trà xanh mang nhiều tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh trong ống nghiệm và mô hình động vật. Có thể hỗ trợ làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, chứng rối loạn thoái hóa thần kinh phổ biến ở người cao tuổi. 2. Phòng ngừa bệnh ung thư. Chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp cơ thể có khả năng chống lại sự gây hại của gốc tự do. Nhờ đó mà góp phần bảo vệ tế bào khỏi sự phá hủy của khối u ác tính. 3. Tốt với hệ tim mạch, uống trà xanh đúng cách rất tốt với những người mắc bệnh tim vì nó làm giảm lượng cholesterol xấu có trong cơ thể. 4. Phòng ngừa sâu răng và giảm thâm ở quầng mắt. Hoạt chất ở trong trà xanh có thể kìm hãm vi khuẩn phát triển nên thảo dược này được dùng nhiều trong thành phần của kem đánh răng. Uống trà xanh giúp phòng ngừa sâu răng và hôi miệng với khả năng hạn chế sự giãn nở mạch máu ở dưới bọng mắt. Trà xanh trở thành thức uống chữa thâm quầng mắt rất tốt. Không những thế, lượng caffeine và tannin có trong trà xanh còn giảm lượng nước ở mô nên khiến vùng da quanh mắt giảm được thâm và sưng. Cải thiện miễn dịch và tăng sự chắc khỏe cho hệ xương Florua trong trà xanh tác dụng hỗ trợ hệ xương thêm chắc khỏe. Uống trà xanh mỗi ngày còn cải thiện sức đề kháng và khả năng miễn dịch. 5. Làm đẹp da Trà xanh tươi có chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ EGCG, giúp ngăn chặn quá trình lão hóa và giữ cho làn da luôn trẻ trung. Hơn nữa, trà xanh cũng bảo vệ da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời. Giúp chống lão hóa da, giữ độ đàn hồi. Mang đến cho bạn làn da luôn khỏe mạnh và dạng dỡ từ sâu bên trong. 6. Hỗ trợ giảm cân. Chất polyphenol có trong trà xanh tươi giúp làm tăng tốc độ chuyển hóa chất béo thành calo và thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống trà xanh giảm cân là một phương pháp hữu hiệu giúp bạn giảm cân dễ dàng hơn bằng cách tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể. 7. Ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra việc uống trà xanh giúp hạ đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin. Đối với những người mắc bệnh tiểu đường, việc uống một tách trà xanh sau bữa ăn có thể là một phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả. 8. Ổn định huyết áp. Việc uống một tách trà xanh mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp. Điều này là do polyphenol trong trà xanh có khả năng duy trì sự linh hoạt của các mạch máu và ngăn chặn sự co thắt và biến động đột ngột trong quá trình lưu thông máu. Những điều cần lưu ý khi uống nước trà xanh. Uống trà xanh vào buổi sáng sẽ giúp bạn tỉnh táo, làm việc hiệu quả, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường sinh lực và phòng chống bệnh tật. Mỗi người bình thường hàng ngày chỉ nên uống 2 đến 3 tách trà sau khi ăn nhiều dầu mỡ nên uống trà sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn nên uống trà nóng và không quá nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa không uống đồng thời trà xanh với thuốc tây nếu đang dùng thuốc tây để điều trị bệnh thì không nên dùng trà xanh để uống nhằm tránh nguy cơ tương tác thuốc không nên uống nước trà xanh để qua đêm vì dễ bị sản sinh ra chất không có lợi cho sức khỏe không nên cho đường vào trà đường kết hợp với nước trà có thể làm mất chất dinh dưỡng bạn có thể dùng mật ong thay đường và không nên cho thêm bất kỳ chất thứ gì vào trà. Không uống trà vào lúc đói. Trà xanh có khả năng kích thích dạ dày tiết ra nhiều chất chua. Vị chua sẽ làm mất cảm giác ngon miệng, cơ thể hấp thu thức ăn kém đi. Hơn nữa, trong khi dạ dày trống rỗng, nếu uống trà xanh, chất chát trong trà sẽ đi vào tạng phế và làm lạnh tỳ vị. Đồng thời, tạo cảm giác cồn cào, nôn nao trong người, chóng mặt, hoa mắt, rất khó chịu. Phụ nữ mang thai hạn chế uống nhiều trà. Thai phụ nếu uống nhiều nước trà xanh đậm đặc sẽ có nguy cơ bị thiếu máu, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Mặt khác, trà xanh còn kích thích hệ thần kinh, làm tim đập nhanh, gây mất ngủ. Phụ nữ mang thai nếu thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của chính họ. Không uống trà xanh thay nước lọc, trà xanh có tác dụng lợi tiểu, nếu uống quá nhiều trà xanh sẽ gây ra tình trạng mất nước. Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nước chè xanh mỗi ngày? Hãy uống chè xanh đúng cách để tốt cho sức khỏe bạn nhé! Hãy bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để xem nhiều video kiến thức hữu ích cho sức khỏe bạn nhé! Truy cập ngay website minh vn để đặt hàng, hoặc hotline 1900 636 891. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!